Rau dạ hiến, rau dạ hiến hay còn gọi là rau bồ khai, tiếng Tài Nùng gọi là phác diển, thường mọc hoang ở vùng núi đá Cao Bằng. Đây là loại cây thân dây rất giòn, bẻ dễ gãy. Thân được chia làm nhiều nhánh to bằng đầu đũa và những nhánh này bò bám theo các cây thân gỗ gần đấy để vươn lên cao nhận ánh nắng mặt trời. Dù là thứ rau dại, mọc hoang nhưng không phải chỗ nào cũng có. Vì thế, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, ai vào rừng hái được 1-2 nắm rau dạ hiến là cảm thấy rất quý. Thứ rau này chỉ cần rửa sạch, ngắt như ngắt rau muống là đem xào. Cách xào cũng gần như xào rau muống, nghĩa là mỡ càng già càng tốt và chỉ cần đảo qua vài lượt cho rau vừa chín tới, xào tái là ngon nhất. Chỉ nhai vài miếng ta đã thấy ngay cái vị hấp dẫn của thứ rau này vì nó vừa có vị béo ngậy, vừa thơm. Khi ăn, ta cảm thấy như bao nhiêu tinh túy của rau rừng mùa xuân đều tập trung ở thứ rau này. Nếu như ai đã ăn quen, lâu ngày xa quê, rồi bỗng trở về và được ăn rau dạ hiến thì sẽ có cảm giác như mình vừa được thưởng thức sơn hào hải vị. Nhiều cố lang cho rằng, dạ hiến không chỉ đơn thuần là một thứ rau rừng có vị ngon hấp dẫn một cách kỳ lạ mà còn là một vị thuốc bổ thận, mạnh gân cốt. Đặc biệt, rễ cây rau dạ hiến đỏ còn là một trong nhiều vị thuốc chữa chứng vô sinh. Chắc chắn khi du lịch Cao Bằng cùng Let's Tour, quý khách sẽ được thưởng thức món rau này.